Sau loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của thủy quân lục chiến Ukraine, lực lượng hải quân của Nga đã cho thấy sự thận trọng hơn khi hoạt động ở Biển Đen, nơi họ gặp tổn thất đáng kể. Kể từ khi Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014, Biển Đen đã trở thành trọng tâm của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ukraine được cho là liên tục nỗ lực để đảo ngược việc sáp nhập này, đặc biệt là bằng cách tấn công lực lượng hải quân Nga trong khu vực này, đóng vai trò quan trọng trong hậu cần của Moscow ở miền nam Ukraine. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk gần đây đã tiết lộ về một sự kiện đáng chú ý xảy ra ở Biển Đen. Theo ông, một nhóm tàu Nga tiếp cận eo biển Bosporus, nhưng sau đó lại bất ngờ quay đầu thay vì tiến vào vùng biển bán đảo Crimea, nơi Moscow kiểm soát. Trên truyền hình Ukraine, ông Pletenchuk chia sẻ, gần đây một sự việc thú vị đã xảy ra khi Nga lệnh cho hai tàu hộ tống tàu của họ quay đầu rời khỏi Bosporus. Có thời điểm, tàu Nga chỉ đi lòng vòng và sau đó quay đầu trở lại. Mặc dù chưa rõ lý do Nga yêu cầu tàu quay đầu ở eo biển Bosporus, nhưng ông Pletenchuk suy đoán rằng các chỉ huy tàu có thể đã nhận được cảnh báo về một mối đe dọa khiến họ e ngại tiến vào Bosporus và băng qua vùng biển thuộc bán đảo Crimea. Ông Pletenchuk lý giải, những tàu Nga này buộc phải di chuyển dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, thực tế là đang ẩn náu trong lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ, do đó chúng không thể đi theo con đường ngắn nhất chúng thường đi. Ông Pletenchuk cũng chỉ ra động thái này phản ánh một xu hướng tích cực đối với Ukraine. Các cuộc tấn công gần đây của họ dường như đã khiến người Nga trở nên e ngại và cẩn trọng hơn trong các hoạt động ở Biển Đen. Trong tuyên bố của mình, ông Pletenchuk không chỉ ra rõ các tàu Nga cụ thể, nhưng các nhà phân tích Oxin gần đây đã ghi nhận một số sự cố tương tự ở Biển Đen liên quan đến hạm đội Nga, trong đó có những tàu bị Mỹ trừng phạt. Chia sẻ trên mạng xã hội về tình tiết đáng chú ý này, nhà quan sát eo biển Bosporus của Oxin, Doruk Isik cho biết, rất kỳ lạ, tàu chở hàng Sparta 4 mang cờ Nga bị trừng phạt đã đi đến tận lối vào phía nam của Bosporus, sắp quá cảnh, nhưng sau đó tàu Sparta 4 lại đột ngột quay đầu và hướng tới Ekin. Trong một bài đăng tiếp theo, ông cho biết, tàu chở dầu Zaporizhzhia của Nga thường vận chuyển nhiên liệu hàng không từ kho dầu ở Feodosia tới cho lực lượng không quân Nga hoạt động ở Syria, cũng có hành động quay đầu bí ẩn sau khi đã di chuyển đến tận Bosporus. Tàu Nga đang không dám đi qua Biển Đen. Mặc dù không có một lực lượng hải quân lớn, nhưng Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công ấn tượng bằng máy bay không người lái và các tài sản của Nga ở Biển Đen. Kết quả là Moscow phải gánh chịu những tổn thất đáng kể, bao gồm việc mất đi một số tàu đổ bộ quan trọng cùng với tàu hộ tống lốc Tarantul và một tàu ngầm soái hạm Moscow nổi tiếng. Theo Trung tâm Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine, Sachetcom, đến ngày 6 tháng 2, lực lượng Ukraine đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chính của hạm đội Biển Đen. Trong khi đó, thông qua hành lang vận chuyển trên Biển Đen, Ukraine đã đạt được một kỷ lục mới vào tháng 2 vừa qua khi xuất khẩu 8 triệu tấn hàng hóa, trong đó có 5,2 triệu tấn nông sản thông qua hành lang này. Thông báo ngày 1 tháng 3 của Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết, đây là lượng hàng hóa xuất khẩu kỷ lục từ khi nước này thiết lập hành lang vận chuyển mới qua Biển Đen. Sau khi Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7 năm 2023, Ukraine thông báo việc thiết lập hành lang nhân đạo dọc theo bờ biển phía tây Biển Đen gần Rumani và Bulgaria nhằm mở đường cho các tàu chở hàng bị kẹt tại các cảng của nước này đến thị trường châu Phi và châu Á. Trước đó, Ukraine thông báo rằng lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu trong mùa vụ 2023-2024 ở mức 50 triệu tấn. Thỏa thuận giữa Ukraine và Nga về xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng nước sâu ở Biển Đen theo sáng kiến của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được ký hồi tháng 7 năm 2022. Thỏa thuận đã được gia hạn 3 lần và đã hết hiệu lực vào tháng 7 năm ngoái. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, tướng không quân Anthony Cotton vừa qua đã nhấn mạnh về một thách thức đáng kể đối với sức mạnh quân sự của Washington từ phía Nga. Theo ông, Moscow đang nắm giữ một lượng vũ khí hạt nhân lớn hơn so với Washington và đang tích cực nâng cấp chúng. Trong bài phát biểu trước Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ, tướng Cotton nhận định cùng với Trung Quốc, Nga đang nhanh chóng củng cố vị thế của mình trước Mỹ và các đồng minh trong nhiều lĩnh vực. Ông cũng bổ sung nhận định rằng tốc độ của những thay đổi này đang tăng lên và nhanh chóng hơn nhiều so với tốc độ đã thấy vài năm trước. Tướng Cotton đã trích dẫn một tuyên bố gần đây từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã thông báo rằng các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã gần như được hiện đại hóa hoàn toàn vào đầu tháng 2. Ông Cotton nhấn mạnh, Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất so với bất kỳ quốc gia nào. Ông cũng đặc biệt chỉ ra rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT của Moscow và các tàu ngầm hoàn toàn mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân. SAMAT đã được triển khai vào tháng 9 năm 2023. Tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Moscow sẽ sớm công bố đoạn phim về các tên lửa được lưu trữ trong hầm.
Với khả năng tầm bắn ước tính khoảng 18.000 km và trọng lượng ước tính khoảng 10 tấn, SAMAT được coi là một trong những vũ khí hạt nhân mạnh mẽ nhất của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, tướng Cotton cũng đề cập đến các loại vũ khí khác như tàu ngầm lớp Borei và lớp Rasenmer. Tướng Mỹ nhận định, Moscow đang mở rộng và hiện đại hóa các loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ngoài bộ ba hạt nhân truyền thống. Ông đã chỉ ra rằng các loại tên lửa siêu vật âm như Kinzhal và Sikorn cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trong buổi phát biểu trước Quốc hội Liên bang tuần này, Tổng thống Putin cho biết cả hai loại vũ khí đã được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Ông nêu rõ, các tên lửa siêu vật âm đã tiến hành tấn công vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine. Tướng Cotton cảnh báo rằng, lực lượng chiến lược của Mỹ đang đối mặt với những thách thức chưa từng gặp trước đó. Ông nhấn mạnh kịch bản hợp tác giữa Nga và Trung Quốc cùng với tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và Iran đang làm tăng thêm sự phức tạp và tính toán chiến lược của Mỹ. Ông kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ tạo điều kiện để nâng cấp nhanh chóng kho vũ khí của Mỹ và đặc biệt nhấn mạnh việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của chúng ta một cách nhanh chóng là điều vô cùng quan trọng. Nga và Mỹ được xem là hai cường quốc quân sự sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất trên thế giới. Cảnh báo của tướng Cotton được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Washington đang leo thang, làm gia tăng căng thẳng chưa từng có kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh do cuộc xung đột ở Ukraine. Trong tuần qua, Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng các hành động và phát ngôn nguy hiểm trong chính sách đối ngoại của phương Tây có thể dẫn đến nguy cơ xung đột hạt nhân và đe dọa phá hủy nền văn minh. Mỹ sau đó đã chỉ trích cảnh báo này của Tổng thống Putin về nguy cơ chiến tranh hạt nhân là vô trách nhiệm. Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiến hành việc thả hàng cứu trợ xuống Gaza lần đầu tiên. Thông báo này được đưa ra chỉ sau một ngày, kể từ sự kiện đau lòng làm ít nhất 100 người Palestine thiệt mạng trong đợt xếp hàng chờ nhận viện trợ. Tại buổi gặp báo chí tại Nhà Trắng, khi bắt đầu cuộc hội đàm với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Biden khẳng định rằng cần phải thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa và Mỹ cam kết sẽ thực hiện điều đó. Ông cho biết trong thời gian sắp tới, Mỹ sẽ hợp tác với Jordan và các quốc gia khác để thả hàng cứu trợ và thực phẩm xuống dải Gaza. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất với Israel việc cho phép nhiều xe tải chở hàng cứu trợ hơn vào dải Gaza và xem xét việc thiết lập hành lang hàng hải để đưa hàng cứu trợ vào dải Gaza một cách hiệu quả. Các quan chức Mỹ tin rằng việc thả hàng cứu trợ có thể bắt đầu từ cuối tuần này. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tổng thống Biden đã lên kế hoạch thả hàng cứu trợ từ trên không trong một số trường hợp trước đó. Nhưng vụ binh lính Israel nổ súng vào nhóm Palestine đang chờ nhận hàng cứu trợ vào ngày 29 tháng 2 đã nhờ Tổng thống về việc cần tìm ra cách thức để đưa hàng viện trợ vào Gaza. Ông cho hay Mỹ sẽ không chỉ thực hiện một lần thả hàng cứu trợ mà đã lên kế hoạch thực hiện nhiều đợt trong suốt nhiều tuần tới. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đây là một chiến dịch quân sự khó khăn, yêu cầu Lầu Năm Góc phải lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo an toàn cho cả dân thường Gaza và quân nhân Mỹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cũng đã thông báo Israel đang nghiêm túc điều tra vụ nổ súng khiến nhiều người dân Palestine thiệt mạng khi đang xếp hàng chờ nhận viện trợ. Tuy nhiên, ông khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Israel. Trong bối cảnh Israel và Hamas tiếp tục các cuộc đàm phán về việc thiết lập một lệnh ngừng bắn, Tổng thống Biden hy vọng rằng hai bên sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tuy nhiên, vụ nổ súng vào ngày 29 tháng 2 đã làm cho các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn trở nên khó khăn hơn. Cùng ngày, Liên minh châu Âu đã trợ cấp 50 triệu euro, tương đương 54 triệu đô la Mỹ cho cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA. Số tiền này là một phần của tổng số 82 triệu euro mà EU dự kiến cung cấp cho cơ quan này trong năm 2024, nhằm duy trì các dịch vụ nhằm bảo vệ mạng sống cho người tị nạn Palestine trên khắp khu vực. Trong khi đó, một nhóm nhân viên của Liên Hợp Quốc đã thăm bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tuần qua các nhân viên Liên Hợp Quốc đến thăm phía bắc dải Gaza. Trong vòng 2 giờ tại bệnh viện Al-Shifa, họ đã phân phát thuốc và nhiên liệu, cũng như gặp gỡ những người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào ngày 29 tháng 2. Bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza này đã tiếp nhận hơn 700 người bị thương trong vụ nổ súng đó, trong đó có khoảng 200 người vẫn đang nằm viện. Trong một diễn biến khác, phong trào Hồi giáo thánh chiến của Palestine đã chịu trách nhiệm về vụ phóng rocket mới khiến Israel phải phát ra cảnh báo động ở khu vực Zikim và thành phố Ashkelon thuộc miền nam đất nước này. Chỉ vài phút sau vụ phóng rocket của phong trào Hồi giáo thánh chiến, IDF đã tiến hành cuộc tấn công đáp trả. Quân đội Israel khẳng định họ đã tấn công một số mục tiêu khác trong khu vực, bao gồm các cơ sở phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas. IDF cũng tuyên bố rằng tại thành phố Khan Yunis thuộc phía nam của Gaza, lữ đoàn thiết giáp số 7 đã hạ gục một số thành viên của Hamas và thu giữ vũ khí trong vòng 24 giờ trước đó. Ở miền trung của Gaza, IDF cho biết lữ đoàn Nahan đã hạ khoảng 20 tay súng trong 24 giờ
và một đơn vị khác đã loại khỏi vòng chiến đấu thêm một số tay súng đặc biệt bằng cách sử dụng các phương tiện sáng tạo. Gần đó, tại vùng lân cận Riman của thành phố Gaza, IDF khẳng định rằng Trung đoàn Pháo binh số 215 đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào một đơn vị của Hamas, khiến 3 người bị thương và tấn công cơ sở hạ tầng được sử dụng để phóng rocket vào thị trấn Esderot của Israel ngày 29 tháng 2. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với tuyên bố mới từ IDF